còn quý vị ơi. Đối diện quán nhìn ra là ngay chỗ đường Lý Chính Thắng cắt với lại đường Ba Nguyễn hả vị? Quán nằm ở ngay khúc đường này. Còn đây là địa chỉ quán 113 Ba Nguyễn, phường 7, quận 3. Giờ này là tầm khoảng 9 giờ ha, 9 giờ 15, quán khá là đông. Ở đây, cái nồi bún bò. Chị ơi, có phải đó là nồi bún bò mà nhanh nóng mau nguội không? Chính gốc của người Huế ha, em đọc ở trên báo là quán mình là được hai mấy năm rồi mà khoảng mười mấy địa chỉ hả chị? Có 13 địa chỉ á. 13 thì 4 địa chỉ. Ủa lý do tại sao mình đổi địa chỉ như vậy vậy? Có một bằng thôi chị đâu. À. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức ha, một tô bún bò đậm chất Huế nè. Theo như mà dân tình chỉ tay nhau. Rồi. Thêm một tô nữa. Wow, một khoanh giò. Bên đây là chả cua. Có huyết nữa ha. Của em 2 tô. Dạ, của em 2 tô. Bây giờ thì Lý Hương sẽ lại thưởng thức ha. Hôm nay đi với anh Sài Gòn ngày nay. Buổi sáng thì ăn thì họ mang ra một ly trà đá này, chả là curry quá. Cục giò nè cả nhà. Rất là to ha, rất là chất lượng. Còn đây là miếng bắp bò, chả cua. Và đặc biệt nghe cái mùi thì nghe giống, rất giống mùi bún bò Huế. Nghe cái mùi giống như bò thi mà Lý Hương đã ăn ở Nha Trang đó. Có nhiều quán thì mình không nghe được cái mùi bún bò đấy. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị nha. Ở bên đây thì có rau muống với lại các loại rau trộn sẵn. Và có thêm cái chén mắm, mắm cay dầm với ớt. Đặc biệt thì có cái muối. Rồi, bây giờ xin mời cả nhà nhé. Đại ca mình là đang đi phỏng vấn thêm cô bán bún bò. Đang sẽ ăn chễ. O gì? O Út. Mọi người đang cho là bún bò Út Hưng. Út Hưng là do là O Út. Tên là Út. O tên là Út. O là gì hay cô? O là cô. O du kích nhỏ dương cao súng. O Út. Thằng Mỹ lên khanh bước cúi đầu. Rồi thôi, O là cô. Bây giờ thì mình ăn thôi. À, quên chưa thử mà nêm mắm rồi. Để Lấy Hương thử ít nước cái. Ngọt quá. Ngon. Chuẩn ngon luôn. Hôm bữa Xuân Di nói là thèm bún bò thì kiếm cái quán gần gần. Quán này hơi xa nhà mình một xíu. Nhà Xuân Duy quận 11, nhà Lý Hương quận 5, xa quận 3 ha. Nhưng mà nói chung là với cái mục tiêu mỗi ngày ăn một quán nên là Lý Hương quyết tâm là bây giờ tìm được thêm một địa chỉ bún bò. Tô này thì có giá là 50 ngàn đúng không? 50 ngàn, đúng rồi. Đây chả cua cả nhà. Xin mời quý vị ha. Thêm một ít ớt sa tế vô nữa.
thịt rất là cay. Giọng Huế chửi bùi lắm. Chứ lộn quá. Theo thông tin mình hỏi thì họ bán là đời họ giọng Huế đó cả nhà. Họ bán là đời đi bán. Đã rất là ngọt. Yeah. Cảm ơn. Ủa sao được có tô bên kia còn tô bên đây nữa. Tại ta cưng trai hơn. Dạ nhìn rất là hấp dẫn. Ưu tiên bên nữ nữa. O ơi, con kêu bằng O nè. Không cho đây thêm hả? Không cho, không cho. Bên đây được thêm. Quá trời nạt thân nhiều quá trời. Nhiều quá trời tới. Vâng, em đang. Yeah. Sau khi được xin xỏ. Ừ, nó còn bốc khói nè quý vị. Nóng quá. Và thông thường mình vô khoảng từ 6 phần bắt đầu. Nóng quá, nóng quá. Đây đó, hai phần chìa hồng ơi. Cái này nó gân gân. Đó cay nhiều nha. Rồi lấy hai bắp luôn. Cái này giống là thịt. Cái cục này kiểu bằng cục gì đó. À, nó gân 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 à. Dạ. Cái bằng gân. Bên anh chủ doanh nghiệp kia vừa ăn mà vừa phải nghe điện thoại nữa. Đấy, xong rồi, giờ để máy tập trung ăn, dễ hơn quay bên phần đây. Cái này gân rất là ngon nè. Ăn ngon các bạn. Đây là gân bò. Chào các bạn nhé. Wow, quay vòng tròn nữa. Wow, rất ngon. Đồ này có giá là hơn $2 chút xíu đấy. 50 ngàn. Đặc biệt là cái ớt sao tới rất là cay, ngon. Hít mà không hít quá có khi là sặc luôn, rất cay. Đây là miếng gân bò này cả nhà. Miếng đó là miếng bắp bò. À, bắp bò. Miếng này là anh Trung Duy giới thiệu nhầm. Đây là bắp bò. Đây mình đang đun cái tô lớn lên rồi nè. Đồ ăn phải đun lớn lên thì cho nó mới đã. Miếng này sẽ không ngon bằng cái miếng thịt nên chúng ta sẽ ăn sau cùng. Không ngon ăn trước chứ. Không. Không ngon ăn sau. Cái độ ngon thì chúng ta nên ăn, cái độ ngon giảm dần.
Hai bò chả đúng không? Đây là nhà. Cái phần cánh bò rất là thơm. Cục xương này rất là bự ạ. Chúng ta sẽ chấm qua. Có một cái câu chuyện là ngon tăng nên ăn, ngon tăng dần hay ngon giảm dần. Thì trước mình có đọc được một cái câu chuyện đó là có một chùm nho mà bây giờ nếu như bạn lựa cái quả ngon nhất bạn ăn, sau đó đến ngon nhì rồi đến ngon cuối cùng, thì như vậy là cả một cái chùm nho đấy bạn sẽ được ăn những quả ngon, bạn toàn được ăn quả ngon. Còn nếu như bạn ăn theo cái độ ngon mà tăng dần, nghĩa là mình chọn những quả dập nát, quả hư, quả hỏng, quả thối ấy, mình ăn sau đó rồi mình mới ăn đến cái quả nó ngon sau cùng, thì như vậy là mình toàn ăn những quả không ngon. Đấy là hai cách ăn. Thì mình chọn cách thứ hai, tức là cùng cái đấy mình sẽ ăn theo cái độ ngon là giảm dần. No.
Mm-hmm.